Hello, xin chào mọi người. Các bạn hay xem phim không? Thích xem phim nội hay phim nước ngoài? Nếu xem phim nước ngoài thì chắc nhiều người thích xem phim bom tấn Hollywood. Bản thân Mạnh Linh là người rất thích xem phim. Thú thật, vài năm trước mình chỉ xem phim Hollywood. Tuy nhiên, những năm gần đây, trong danh sách những phim đã xem của mình, phim nước ngoài chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Cùng với việc ban hành luật thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh năm 2017, ngành điện ảnh Trung Quốc chào đón cơ hội phát triển rất tốt và rạp chiếu phim xuất hiện ngày càng nhiều phim bom tấn nội. Ví dụ như phim Hồ Trường Tâm công chiếu vào năm 2021 vừa rồi, thu về 5 tỷ 695 triệu nhân dân tệ doanh thu phòng vé. Chiến Lang 2, 5 tỷ 694 triệu. Xin Chào Lý Quán Anh, 5 tỷ 413 triệu nhân dân tệ. Toàn là tỷ phú. Và trong dịp chiếu phim mùa hè này, top 5 bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất đều là phim nội. Sở dĩ ngành điện ảnh Trung Quốc thu được thành tích nổi bật là nhờ có sự ủng hộ từ bình diện quốc gia. Với ngành điện ảnh Việt Nam cũng vậy. Mạnh Linh được biết tháng 6 vừa rồi, Quốc hội Việt Nam thông qua luật điện ảnh sửa đổi. Và theo tìm hiểu, hai nội dung có thể xem là sự thay đổi lớn nhất chính là quy định quản lý phổ biến phim trên mạng và sự phân cấp cho địa phương, tổ chức các hội đồng cấp giấy phép thẩm định và phân loại phim, ít đề cập đến sự bảo hộ đối với ngành điện ảnh trong nước. Như mọi người đều biết, Hollywood luôn là trung tâm của ngành công nghiệp điện ảnh thế giới. Khán giả có lẽ chỉ cảm thán câu chuyện hấp dẫn, cách làm phim tinh xảo của những bộ phim Hollywood mà không biết rằng những bộ phim của Hollywood đang thay đổi giá trị quan của chúng ta một cách vô tri vô giác. Nói đến những bộ phim của Hollywood, điều đầu tiên mà mọi người nghĩ đến là chủ nghĩa anh hùng. Mỗi bộ phim đều có một người anh hùng như vậy, nhưng thực tế lại đang ngấm ngầm truyền bá giá trị quan chủ nghĩa anh hùng cá nhân của Mỹ. Kể cả ngoại hình của người nhẹ cũng gần giống quốc kỳ của nước Mỹ. Các bạn có đồng ý không? Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người cho rằng nghệ thuật điện ảnh cần có sự tự do sáng tác, thị trường cũng đòi hỏi sự tự do. Phim Hollywood hay thì tôi chọn xem phim Hollywood. Quan điểm này thực ra là phiến diện và hạn hẹp. Trường hợp khá điển hình là ở Đài Loan Trung Quốc, thị trường phim Đài Loan một thời từng bị phim Hollywood chiếm lĩnh. Thực ra khi ngành điện ảnh trong nước chưa đủ lớn mạnh thì sự bảo hộ nhất định vẫn là cần thiết. Như vậy, vô hình chung mới có thể hỗ trợ nhiều người trẻ làm phim. Bởi vậy, chính phủ cần dành sự bảo hộ cần thiết đối với phim nội. Tuy nhiên, bảo hộ đến mức nào thì phải xem luật điện ảnh. Sự bảo hộ của chính phủ không thể vượt quá khuôn khổ của luật điện ảnh. Ngay vào những năm 20 của thế kỷ trước, Pháp đã quy định sau 6 bộ phim phải chiếu một bộ phim nội, về sau đổi thành phải chiếu một bộ phim sau khi chiếu 3 bộ phim. Đến năm 1946, một quý đòi hỏi có 4 tuần chiếu phim nội. Cách ứng phó của Mỹ là thành lập công ty chi nhánh tại Pháp. Như vậy, phim Mỹ sẽ thành phim Pháp được công chiếu tại Pháp, giúp ích phần nào cho sự phát triển của ngành điện ảnh Pháp. Ngoài Pháp ra, Hàn Quốc cũng bảo hộ phim nội. Năm 1999, Hàn Quốc sửa đổi lần thứ 2 đối với luật chấn hưng điện ảnh. Đây là chính sách điện ảnh quan trọng nhất của Hàn Quốc. Một trong những nội dung chủ yếu là thực thi chế độ hạn ngạch mản bạc đối với phim nội. Sau khi thực thi luật chấn hưng điện ảnh, ngành điện ảnh Hàn Quốc phát triển nhảy vọt trong vài năm ngắn ngủi. Sau một thời gian phát triển và tích lũy, phim do Hàn Quốc sản xuất dần có thực lực cạnh tranh tự do với phim của Hollywood. Và đến năm 2013, trong top 10 bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất trong năm, có tới 9 bộ phim do Hàn Quốc sản xuất. Có được thành tích như vậy là không thể tách rời với một loạt động thái của chính phủ Hàn Quốc nhằm bảo hộ sự nghiệp điện ảnh trong nước, đặc biệt là sửa đổi luật chấn hưng điện ảnh. Còn ở Trung Quốc, luật thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh qua 30 năm thảo luận và mất 13 năm để khởi thảo, chính thức có hiệu lực từ năm 2017. Bộ luật này trước tiên đã quy phạm lại sự phát triển của ngành điện ảnh. Kể từ khi bộ phim nhựa đầu tiên của Trung Quốc, Định Quân Sơn ra đời vào năm 1902, đến nay ngành điện ảnh Trung Quốc đã có bề dày lịch sử 120 năm. Sự phát triển hoang dã của ngành điện ảnh Trung Quốc đòi hỏi một bộ luật riêng để quy phạm và giám sát. Bộ luật này ngoài giảm ngưỡng cửa đầu vào của ngành công nghiệp điện ảnh, tăng cường các biện pháp như là tăng thêm cơ hội hợp tác sản xuất phim ra, còn ban hành các biện pháp bảo hộ ngành văn hóa nội địa, tăng thời lượng chiếu phim nội, yêu cầu thời lượng chiếu phim nội của các rạp chiếu phim hàng năm không được thấp hơn 2/3 tổng thời lượng chiếu phim. Năm 2020, Trung Quốc lần đầu tiên vượt Bắc Mỹ trở thành thị trường phim lớn nhất thế giới. Trung Quốc đang sản xuất ngày càng nhiều phim nội, thu hút fan hâm mộ trong nước nhiều hơn. Một số bộ phim còn đạt được sự thành công nhất định tại nước ngoài như Mỹ, Anh, Australia. Đa số nước Âu Mỹ, kể cả Hàn Quốc, mở cửa thị trường phim sau một thời kỳ hoãn binh. Hàn Quốc một năm cho nhập khẩu hàng nghìn bộ phim. Vì vậy, khi đối mặt với phim nhập khẩu nhiều hơn, chúng ta có thể tận dụng một cách thích hợp quy tắc quốc tế để tạo không gian và thời gian cho ngành phim nội phát triển. Phải công nhận phim Hollywood quá mạnh, nếu không bảo hộ phim nội trong thời gian cần thiết thì chúng ta có thể hoàn toàn lỡ mất thị trường mà không phát triển được. Tất nhiên, khi nào phim nội có đủ mạnh mẽ để đối phó với phim Hollywood thì chúng ta có thể để chúng vận hành theo quy tắc thị trường. Mình nghĩ phim nội Việt Nam cũng đang đối mặt với tình trạng như vậy. Quan điểm của bạn là như thế nào? Hãy chia sẻ với Mạnh Linh nhé! Bye bye!